Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân với các tin tức cập nhật. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vô địch V-League 2023 sau trận hòa 1-1 với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ở vòng đấu cuối cùng diễn ra vào chiều ngày hôm nay 27 tháng 8. Vào lúc 17 giờ chiều nay, vòng cuối V-League 2023 đã diễn ra, trong đó tâm điểm là hai cặp đấu giữa Hà Nội FC đối đầu với Viettel FC trên sân Mỹ Đình và câu lạc bộ Công an Hà Nội đá với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu tại sân Hàng Đẫy kết thúc với kết quả Công an Hà Nội hòa Thanh Hóa 1-1. Cùng giờ, Hà Nội FC thắng Viettel FC 3-2. Với kết quả này, câu lạc bộ Công an Hà Nội là đội đăng quang ngôi vô địch V-League 2023. Đây là danh hiệu vô địch V-League đầu tiên trong lịch sử của câu lạc bộ này. Tin an ninh trật tự. Công an thành phố Sóc Trăng vừa triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Vũ, ngụ thành phố Sóc Trăng và nhiều đối tượng có liên quan. 6 đối tượng vừa bị liên tiếp bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó Trương Hoàng Luật bị bắt quả tang khi vừa ra khỏi nhà của đối tượng Trần Ngọc Vũ. Luật khai được Vũ thuê bán ma túy cho các con nghiện. Mở rộng điều tra, Trần Ngọc Vũ bị bắt khẩn cấp và thừa nhận hành vi bán ma túy cũng như thuê đối tượng Luật để bán ma túy. Khám xét nơi ở của Vũ, công an thu giữ 2 bịch ketamin và 1 bịch ma túy đá, đồng thời bắt quả tang Lý Thị Lệ gần nhà đối tượng Vũ có hành vi tàng trữ ma túy, thu giữ 16 bịch ma túy đá. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra làm rõ, truy bắt một nhóm đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk sàn cảnh lừa bán thuốc quý giả để chiếm đoạt tiền, gây xôn xao dư luận. Nhóm đối tượng lừa đảo trên gồm Trần Thị Thu, 51 tuổi, Nguyễn Xuân Vinh, 54 tuổi, Nguyễn Thị Kim Anh, 49 tuổi và Lê Thị Oanh, 51 tuổi. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thu nảy sinh ý định lừa bán thuốc chữa bệnh là thuốc giả và dù các đối tượng trong nhóm cùng tham gia. Sau đó, Thu đặt mua trên mạng xã hội các loại thuốc bắc và 10 hộp giấy có in tên Phong Quế Chi, Viện Khoa học 103, 108 về đóng gói. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, các đối tượng đã lừa đảo chót lọt của nạn nhân gần 10 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, nhóm này khai nhận đã thực hiện 4 vụ lừa đảo khác ở tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan công an thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên sớm đến công an thành phố Buôn Ma Thuột trình báo để được xử lý theo quy định. Với hành vi cướp tài sản, 4 bị can gồm Hồ Chí Liêm, Hồ Nghĩa Hiệp, Hồ Ngọc Anh Thư và Phạm Vân Tinh cùng chú tại tỉnh Vĩnh Long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra. Trước đó, qua dẫn dụ của Hồ Ngọc Anh Thư là bạn mới quen trên mạng xã hội, nạn nhân đã đến điểm hẹn để gặp mặt. Đến nơi, nạn nhân bị Liêm, Hiệp và Tinh uy hiếp để cướp tiền trong ví. Khi các đối tượng định cướp điện thoại thì nạn nhân la lên, giằng co nên cả ba bỏ chạy. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển hàng chục hộp pháo trái phép. Tại km 05+400, đường nối quốc lộ 47 với đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Thanh Hóa tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát T60-31691, phát hiện trên thùng xe có 21 hộp pháo hoa nghi do nước ngoài sản xuất, tổng trọng lượng gần 30kg. Theo đó, lực lượng chức năng xác định tài xế là Nguyễn Đình Long, sinh năm 1985, và người đi cùng xe là Nguyễn Đức Thông, sinh năm 1992. Thông khai nhận đã mua số pháo nói trên tại Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị với số tiền là 5 triệu đồng và gửi hàng đi cùng xe ô tô tải của Long về nhà để sử dụng. Thông tin trên đã kết thúc bản tin nhanh lúc 20 giờ. Xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.